Chào Tuấn nhá, em đeo khay thì thời gian được bao lâu rồi? Em đeo được tính đến lúc này là 2 năm 2 ngày. 2 năm 2 ngày. À. Thế em thấy là có hài lòng với lại cái kết quả của mình không? Em không có hài lòng. Thế em đeo lâu rồi, em là người trải nghiệm đường khay ấy, thì em có thể chia sẻ giúp chị như là các bạn mà mới bắt đầu đeo khay thì những khó khăn của việc bắt đầu đeo khay, sau đó thì mình tìm cách mình vượt qua. Cái khó khăn nhất thì chỉ trong vòng 3 tuần đầu tiên phải cố gắng đeo cho nó là cắn nút cho chúng là nó phải có đều có đi. Và đấy là cái giai đoạn đầu tiên vượt qua 3 tuần đầu tiên, sau đó mỗi một lần thay gần những ngày đầu tiên thì rất là quan trọng. Có thể khi ăn xong thì không thay mới luôn, mà sẽ thay mới khi mà mình đang đeo dở cái khay cụ, tháo ra và lắp khay mới luôn. Chứ mình sẽ không nên mình vừa ăn xong nó bị chạy được khỏi cái quỹ đạo của cái khay cũ. Cho nên vào rất là khó. Em thời gian đầu là em tháo khay ra em ăn xong rồi em phải đeo lại cái khay cũ. Khay cũ xong rồi mình bỏ cái khay cũ ra và đến lúc đấy thì mình mới bắt đầu mình thay cái khay mới. Đúng rồi. Thì nó sẽ không bị chạy đi quá nhiều. Nó sẽ giảm bớt cái đau khi mình thay cho khay mới. Thời gian đầu mình ăn nó đồ mềm thì nó sẽ đỡ. Đấy, về thời gian sau thì em cũng không phải cắn cái nút kia nhiều. Nói chung là đeo khay thử tuân thủ ăn đồ mềm càng càng mềm. Thế hiện tại thì em có cần ăn đồ mềm không em? Em có ăn đồ mềm phải ăn nhiều vitamin thì có cái lợi để bị sưng. Trong quá trình chạy thì mình đang được lợi nó mạnh hơn cũng sưng. Trong mấy cái ngày đầu mình ăn tăng cường vitamin. Ăn tăng cường vitamin thì em ăn cái gì? Ăn rau hoa quả. Rau hoa quả. Cái lợi mình sẽ đỡ bị sưng. Em có cần uống thêm bổ sung vitamin? Em không. Em chỉ ăn uống hàng ngày. Thế hiện tại thì vấn đề đeo khay đối với em thì có vấn đề gì không? Không. Bây giờ đơn giản những cái khay cũ thôi xong. Càng đơn giản. Nó càng đơn giản vì hai lý do. Thứ nhất là em đã quá quen với việc đeo khay rồi. Vấn đề thứ hai là trước thì răng mình không phải như thế nào, nó khá là khó chịu nhạo về như răng cong ở ngoài cung. Và hiện tại thì mọi thứ nó đều hết rồi. Thì cái việc tháo lớp khay nó sẽ dễ hơn. Viện Công nghệ Nga Khoa Thẩm Mỹ Athena hướng tới thương hiệu quốc gia.